lót bằng giấy và giấy làm bánh để cái độ sao bông vô nó không có bị hóc ra bên ngoài. Bàn hơi nhỏ. Bàn này hơi nhỏ. Bây giờ cái phần tiếp theo là phần đây. Bất kỳ một cái xà bông nào, dù nước hay dù bánh thì đều có phải dùng suốt. Đối với xà bông cục thì mình dùng là NaOH, bột suốt, bột NaOH. Còn đối với xà bông nước, xà bông lòng kiểu như là dầu gội hay là sữa tắm, người ta sẽ dùng KOH. Và khi các bạn pha thì là các bạn cũng phải lấy nước cấp đổ vào trong cái ca như thế này, xong cái bột suốt kia kìa, nó là dạng bột trắng, mình sẽ trút vô, mình đừng trút ngược, bởi vì nếu mình trút ngược á thì nó sẽ bốc cái nhiệt lên và nó sẽ làm phồng. Mình sẽ trút từ từ cái NaOH vô trong cái nước cấp này, mình khuấy, đồng thời mình ngâm cái ca này vô trong cái bồn nước để cho nó tỏa nhiệt ra, nó giải phóng bớt cái nhiệt tại vì nó là nóng đối với cái dung dịch này. Và tuyệt đối cái này là không màu, không mùi, cho nên là hết sức cẩn thận. Nếu nhà muốn có em bé hoặc là bất kỳ ai mà không biết thì phải để một cái khu vực riêng và ghi cái nốt lại, không được uống. Nếu mà uống cùng cả là phòng toàn bộ cái phần bên trong của mình. Đó. Thì khi mình ngâm cho cái hỗn hợp này, nó gọi là